Vâng, Thắng Hoàng xin chào các bác. Vâng, thưa các bác là hôm nay là đầu tháng thì Thắng Hoàng lên sóng cho các bác, xả cho các bác rẻ luôn nhá. Ba con đẩy lấy lộc đi. Đấy, ba con đẩy Class D mã F 1200 công suất 600 một kênh nhá các bác nhá. Dòng này thì thiết kế rất là đẹp. Hiện tại là Thắng Hoàng còn lại ba con này. Mẫu này thì các bác dùng loa gia đình full 30 tuyệt vời luôn. Chất lượng âm thanh của dòng này thì quá là hay. Đấy, và cái mẫu máy D này vô cùng là bền các bác nhá. Chạy máy vừa êm, không có tiếng động. Đấy, các bác bật lên nghe gia đình trong phòng, trong gia đình nghe nó có tiếng động nó hơi khó chịu, thì cái mẫu này nó gần như là quạt các bác không nghe tiếng luôn. Đấy. Thiết kế cũng rất là đẹp. Logo Tableau logo này nó màu vàng gold rất là đẹp này các bác này. Dòng này nó có là công nghệ của Đức, dạng đê tông. Đấy, máy của đê tông. Đấy, đây thưa các bác nhá. Cái mẫu D này là một trong những cái dòng rất là bền. Chạy phải nói là em nói thật với các bác luôn là bán cái mẫu này, máy này là rất là yên tâm. Đấy, vừa công nghệ cao, vừa chất lượng âm thanh hay và máy nó rất là bền. Đấy, điều ưu điểm nữa là máy nó quạt nó êm, là nhiều anh em người ta thích dùng gia đình nó phải êm ái, nghe nó dễ chịu, nó không có gây ồn ào khó chịu. Đấy, và máy nó chạy nó luôn luôn mát các bác, nó không gần như là cái nhiệt độ tỏa ra cái bo này nó không có mấy, gần như là nó ít quá, nên là nó dùng cái quạt có một cái thôi, quạt hút ra không, không cần phải đẩy vào bo công suất làm gì, nó chỉ hút nhiệt độ nhẹ ra thôi. Đấy, nên nó rất là êm. Đây là phần nguồn, các bác nhìn thấy phíp mạch nó rất là đẹp luôn ạ, sạch sẽ đẹp đẽ, zin đét 100%. Hệ thống khởi động mềm lọc nguồn đấy các bác nhé. Con này nó chạy biến áp. Đấy, chạy nguồn bằng biến áp, không phải nguồn xung các bác nhé. Chiếc áp thì nó dùng chiếc áp bi rồi, các bác nhìn thấy máy bảy mà nhìn nó đẹp long lanh luôn này. Cái mạch này là cái mạch công nghệ Class D có từ lâu nay rồi. Đấy, áp dụng rất là nhiều hãng họ lắp ráp cái dòng đê tông này, tính năng ưu việt. Tín hiệu vào ra đều có cả chế độ đánh cho các bác cũng đều luôn các bác nhé. System mono bride đều đầy đủ luôn nhé. Gain thì nó có lựa chọn hai mức gain của hai kênh độc lập luôn, rất là hay. Rắc cắm thì có lưu trích, có lỗ cắm lưu trích, có chạm cầu loa bắt đầy đủ luôn cho anh em. Đấy, dây rắc và dây nguồn thì Thắng Hoàng sẽ tặng kèm cho các bác luôn, đầy đủ luôn, full cho các bác luôn. Thì con này em bán ra cho mọi người là bằng giá là bằng 3 triệu, và hỗ trợ luôn cho anh em là phí vận chuyển luôn. Đấy, đầu tháng em bán rất là nhanh luôn cho các bác với mẫu này 3 triệu nha các bác nha. Đấy. Ok, các bác có nhu cầu đặt hàng thì gọi điện trực tiếp cho Thắng Hoàng qua số 0969 800 985. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Xin chào mọi người ạ.